Những lần idol Hàn xuất hiện với cân nặng báo động, Won Jon mất hẳn sức sống, Juna lộ khuyết điểm đáng lo. Có chuyện gì vậy mọi người? Trời ơi, chuyện gì vậy? Gu thẩm mỹ của người châu Á thường thích mảnh mai hơn là đầy đặn, nên nhiều ngôi sao K-pop đã tìm đến các phương pháp giữ dáng. Tuy nhiên, không phải cứ gầy là đẹp và có không ít các nữ idol đã ép cân đến mức khiến khán giả phải phát hoảng. Giang Won Jon. Won Jon sở hữu chiều cao lên tới 1m73 cùng đôi chân dài miên man và vóc dáng cân đối. Tuy nhiên, trong một show âm nhạc, thành viên IVE đã khiến người hâm mộ sốc thực sự vì vẻ ngoài thiếu sức sống. Nữ thần tượng vốn đã có thân hình mảnh mai, giờ đây cô ngày càng gầy ốm hơn. Nhiều người đoán rằng do lịch trình quá dày đặc mà Won Jon đã bị sụt cân trầm trọng. Trong đợt quảng bá ca khúc Debut 11, cô nàng cũng gây xôn xao bởi ngoại hình cò hương, thiếu khỏe khoắn. Chứng kiến những hình ảnh trên, nhiều người mong phía công ty quản lý sẽ đưa ra những chính sách phù hợp để bảo vệ sức khỏe, chăm sóc cho cả nhà. Lisa. Các thành viên Blackpink thì ai cũng xinh đẹp, nhưng người hâm mộ vẫn tinh mắt nhìn ra thân hình của họ đôi khi lại có chút ốm yếu, nhất là Lisa. Từ trước đến nay cô luôn khiến fan lo lắng vì hình thể chưa xương của mình. Khi thực hiện vũ đạo, các fan tưởng chừng như cô nàng có thể gãy làm đôi khi lộ rõ xương sườn, da dính sát vào xương không có tí thịt nào. Được biết, Lisa cũng là thành viên nhẹ cân nhất nhóm, cô nàng lại còn cao hơn các thành viên khác nên khuyết điểm càng lộ rõ. Zui. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Zui vốn nổi danh trong làng giải trí nhờ sở hữu cặp đùi mật ong chứ danh. Vóc dáng của cô nàng từng là hình mẫu lý tưởng cho hội chị em yêu thích vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo. Ấy vậy mà đã từng có lần Zui nằm trong danh sách các nghệ sĩ gầy đến mức báo động. Đó là khoảng thời gian cô nàng ép cân để có một thân hình mảnh mai giống như tiêu chuẩn nhan sắc của người châu Á. Tuy nhiên, Zui lại sụt cân quá đà khiến thân hình gầy tông teo. Thật may mắn sau đó Zui đã lấy lại vóc dáng ngọc ngà của mình. Daja không sở hữu chiều cao khủng, nhưng vóc dáng xinh xắn của cô thực sự khiến bao người phải ngưỡng mộ ước ao. Thế nhưng, khi xuất hiện trong một chương trình, thành viên Chu Eni Quan đã khiến fan bất ngờ khi chia sẻ về thói quen ăn uống và tình trạng sức khỏe của cô. Cụ thể, Daja tiết lộ cô nặng 37kg mà thôi. Được biết, Daja thuộc tuýp người kén ăn và khó tăng cân. Vì vậy, việc tăng cân đối với cô từ lâu đã trở thành một chuyện không tưởng. Daja chia sẻ rằng cô không còn cảm giác thèm ăn nên mỗi ngày chỉ ăn một quả chuối. Daja cảm thấy lười ăn tới mức cả ngày cô nằm xem TV mà không ăn gì. Người hâm mộ thực sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ idol. Juna. Được mệnh danh là biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc, thế nhưng Juna vẫn có khuyết điểm về ngoại hình dễ nhận thấy là thân hình quá gầy, đặc biệt là đôi chân của cô nàng trông quá khẳng khiu, trông có phần thiếu sức sống khi mặc đồ ngắn trên đầu gối. Tuy nhiên, người hâm mộ nhận thấy cô nàng đã cải thiện được khuyết điểm này nhờ đầy đặn hơn xưa. Ai cũng mong Juna sẽ duy trì được cân nặng lâu dài để trông hồng hào, bụng bĩm hơn. Sohwon. Đôi chân dài ngút ngàn của Sohwon được xem là điểm ăn tiền, giúp cô nàng trông nổi bật hơn hẳn các thành viên cùng nhóm. Thế nhưng đôi khi, ở nhiều góc độ, đôi chân của Sohwon được cho là quá gầy và trông thiếu sức sống. Nhiều lần xuất hiện, Sohwon đã khiến fan lo sốt vó vì thân hình cò hương của mình. Vốn đã mảnh mai, Sohwon càng sụt cân lại càng kém sắc hơn. Sunmi. Sunmi từng gây xôn xao mạng xã hội Hàn với đôi chân dài thẳng tắp của mình. Tuy nhiên vì giảm cân quá đà, đôi chân thon gọn của cô đã biến thành cây cột di động mất rồi. Cô nàng cũng từng xuất hiện trong ảnh họa báo với dáng vẻ gầy đến mức không thể tìm thấy chút thịt nào trên cơ thể. Với một nữ idol có tạ người dễ sụt cân, thiết nghĩ việc ăn kiêng đối với Sunmi có vẻ là một khái niệm sẽ không bao giờ xảy ra. Đã có một khoảng thời gian, nhiều nữ thần tượng K-pop khiến fan lo lắng khi sụt cân quá đà để lộ thân hình gầy ốm, thiếu sức sống. Hy vọng các mỹ nữ sẽ lấy lại phong độ để trở nên ngày càng đẹp hơn trong mắt người hâm mộ. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2022. Vote online, show your style.